Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính. Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh kiểm tra giám sát hoạt động tại xã Thanh Trù. Đảng bộ huyện Bình Xuyên xây dựng chi đảng bộ trong sạch vững mạnh. Phần tin quốc tế có những tin chính sau đây. Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Giang In Han cho biết Bình Nhưỡng có thể sẽ tiến hành một vụ phóng thử tên lửa mới vào tháng 10 tới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện luật hòa giải ở cơ sở, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng tại xã Thành Trù, thành phố Vĩnh Yên. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Thành Trù, hiện nay trên địa bàn xã có 7 tổ hòa giải với tổng số 28 hòa giải viên. Từ đầu năm 2014 đến nay, các tổ hòa giải trên địa bàn xã đã tiếp nhận 9 vụ việc. Các vụ việc chủ yếu là do tranh chấp đất đai và tranh chấp đường đi của các hộ trong thôn dân cư. Trong đó đã hòa giải thành công một vụ, còn 8 vụ chưa hòa giải được. Phải chuyển cơ quan chức năng giải quyết. Tình hình đơn thư khiếu nại trên địa bàn xã tăng so với những năm trước. Tổng số đơn tiếp nhận là 156 đơn, trong đó có 111 đơn đề nghị Ủy ban Nhân dân xã xem xét hỗ trợ tiền sản xuất gạch, ngói theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố. Công tác tiếp dân được thực hiện theo đúng quy định. Các ý kiến phản ánh của công dân được Ủy ban Nhân dân xã trả lời kịp thời. Xã đã tiếp 41 lượt công dân với 39 vụ việc. Về hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng của xã, do đặc thù nên Ban Thanh tra Nhân dân của xã kiêm Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng với số lượng 9 thành viên. Từ năm 2014 đến nay, công tác giám sát của xã chủ yếu tập trung vào các nội dung như giám sát, nộp thuế, phi nông nghiệp, thực hiện nghị quyết 05 của Đảng ủy xã về xóa bỏ nghề gạch ngói thủ công trên địa bàn xã việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của ủy ban nhân dân xã giám sát xây dựng nhà văn hóa thôn tham gia hòa giải ở cơ sở việc thực hiện pháp luật dân chủ ở cơ sở tại buổi giám sát xã thanh trù đã giải trình những thắc mắc của đoàn giám sát như kinh phí hoạt động phương hướng nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới nguyên nhân số vụ hòa giải thành công được ít đánh giá năng lực của hòa giải viên hình thức hoạt động của tổ hòa giải hình thức tuyên truyền kết luận buổi giám sát lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đánh giá cao việc thực hiện luật hòa giải ở cơ sở công tác tiếp dân và hoạt động của ban thanh tra và ban giám sát đầu tư cộng đồng ở xã thanh trù và đề nghị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ của hệ thống tuyên truyền viên giúp họ cập nhật nhiều thông tin mới để tuyên truyền kịp thời cho người dân tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo tư pháp xã cần có nhiều biện pháp hướng giải quyết phù hợp với thực tế để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã giải quyết các đơn thư khiếu nại. Công tác xây dựng chi đảng bộ trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ được đảng bộ huyện Bình Xuyên chú trọng thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua. Qua đó góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Trong nhiệm kỳ qua, cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng bằng việc triển khai quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ huyện để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Ban hành 17 nghị quyết, trong đó có 5 nghị quyết chuyên đề, 11 chỉ thị, 22 thông chi, 707 thông báo ý kiến kết luận, 12 chương trình hành động cùng các kết luận để lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, các ngành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành đồng thời đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đảng bộ huyền luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tổ chức xây dựng đảng nội dung sinh hoạt tri bộ có nhiều đổi mới công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng được phát huy công tác đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm được thực hiện nghiêm túc trong nhiệm kỳ đảng bộ huyền nhiều năm liền được công nhận trong sạch vững mạnh tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 80%. Công tăng phát triển đảng viên đường các cấp ủy đảng quan tâm thường xuyên. Trong nhiệm kỳ, đảng bộ huyện đã kết nạp được 1.008 đảng viên mới, vượt mục tiêu đại hội đề ra. Năm 2015, thì xã Trung Mỹ đã được huyện chọn là đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm cho huyện. Thì chúng tôi đã tập trung chỉ đạo và đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã Trung Mỹ nhiệm kỳ 2015-2020. Thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Đảng bộ huyện xác định là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, việc triển khai học tập và kiểm điểm được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình và hiệu quả. Qua kiểm điểm, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan đơn vị thấy rõ trách nhiệm đối với những hạn chế, yếu kém của tập thể và cá nhân từ đó tìm nguyên nhân, đề ra giải pháp và xây dựng kế hoạch khắc phục có hiệu quả. Huyện ủy đã thành lập 9 đoàn công tác kiểm tra việc khắc phục những hạn chế, yếu kém và những việc cần làm ngay sau kiểm điểm của các chi đảng bộ. Sau kiểm điểm nghị quyết trung ương 4 thì cái tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của cán bộ đảng viên được nâng lên rõ rệt. Những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm nghị quyết trung ương 4 thì đến nay là các chi đảng bộ là đã được khắc phục tác phong lề lối làm việc thế rồi là tinh thần trách nhiệm đề cao tính gương mẫu của cán bộ đảng viên thì cũng đã được nâng lên rõ rệt nhất là đối với lại cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ tới đảng bộ huyện Bình xuyên tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng nâng cao chất lượng đảng viên nhằm xây dựng đảng vững mạnh cả về chính trị tư tưởng và tổ chức phấn đấu trong nhiệm kỳ có trên 90% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 85% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, hàng năm kết nạp mới 200 đảng viên. Tiếp tục là thực hiện cái quán triệt học tập các chỉ thị nghị quyết của cấp trên để đồng thời thì là ban hành một số cái chỉ thị nghị quyết và một số cái thông chi để lãnh đạo thực hiện thì đồng thời là trong công tác quy hoạch cán bộ thì là chú trọng đào tạo nâng cao để tạo nguồn cho những năm tiếp theo đồng thời chú trọng đến công tác phát triển đảng viên thế rồi chú trọng quan tâm đến xây dựng một số các chi đảng bộ mà đến nay thì chưa được trong sạch vững mạnh thì chúng ta phấn đấu để cho các chi đảng bộ này đạt trong sạch vững mạnh. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Xuyên lần thứ 19 có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển toàn diện của huyện trên tất cả các lĩnh vực. Kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Giải quyết việc làm cho người lao động là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, xã An Hòa, huyện Tam Dương đang tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia sản xuất kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu lao động từ làm nông nghiệp trồng trọt sang chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp để nâng cao thu nhập. Hiện nay, xã An Hòa có gần 100 hộ dân đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi gà tập trung với quy mô từ 2.000 đến 5.000 con. Các trang trại chăn nuôi theo quy trình khép kín, nuôi từ gà con cho đến gà đẻ với giá trứng từ 2.000 đến 2.200 đồng một quả. Trừ chi phí, mỗi tháng các hộ gia đình thu về từ 5 đến 8 triệu đồng. Để có đường kết quả đó, chính quyền địa phương xã An Hòa đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân dồn ghép ruộng đất, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế trang trại. Bên cạnh việc phát triển kinh tế trang trại, xã An Hòa còn có nhiều mô hình phát triển kinh tế theo hướng tiểu thủ công nghiệp như các xưởng cơ khí sản xuất, nhôm kính, sắt thép. Mỗi xưởng sản xuất đều có từ 3 đến 4 lao động với mức lương bình quân từ 3 đến 4 triệu đồng một người một tháng. Hiện nay thu nhập bình quân của xã đã đạt trên 25 triệu đồng một người một năm. Để tiến tới mục tiêu trở thành xã nông thôn mới trong thời gian sớm nhất, xã An Hòa tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia phát triển kinh tế trên các lĩnh vực phù hợp với điều kiện hoàn cảnh gia đình. Qua đó nâng cao thu nhập, góp phần hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân lực, Song tập thể đội ngũ cán bộ y bác sĩ, trung tâm y tế huyện Đền Lạc đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt kế hoạch, chỉ tiêu được Sở Y tế giao. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc đã khám và điều trị cho gần 7.000 lượt bệnh nhân, trong đó điều trị nội trú cho trên 650